Xin chào tất cả mọi người, là mình Quyên in Japan đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cái MyGCB nhá. Cho những bạn nào mà đang sử dụng thẻ credit của GCB, mọi người có thể vào kiểm tra những cái liên quan đến tài khoản của mình, liên quan đến cái thẻ của mình sử dụng ấy. Thì bây giờ mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn. Cái này mình cái MyGCB thì mình thấy nó có cả cái app của nó. Tuy nhiên là khi mà mình đã tạo cái ID và mật khẩu của mình vào thì người ta ghi là cái thẻ này của mình không thể sử dụng được app MyGCB. Mình cũng không rõ là những cái thẻ nào mà có thể sử dụng được. Nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký cái MyGCB trên web của nó luôn nhá. Khi mà các bạn vào kiểm tra thì các bạn nhập vào cho mình cái trên web của nó để kiểm tra luôn. Những cái thẻ khác như là Visa hay Mastercard thì thường những cái thẻ nào nó sẽ có cái app của nó. Còn cái này mình thấy hình như là cái MyGCB nó chung một hết đấy. GCB thì mọi người đều sử dụng cái MyGCB này. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn nhá. Trước khi mà mọi người đăng ký thì mọi người chuẩn bị cho mình cái thẻ GCB của mình ra. Như cái thẻ này. Đây, GCB đây. Đấy, người ta sẽ hỏi các thông tin liên quan đến thẻ này của mình nhé. Mọi người chuẩn bị ra cho mình nhé. Và một cái nữa đó là thẻ ngân hàng như thế này. Người ta sẽ hỏi 4 số cuối cùng của thẻ ngân hàng, 4 số cuối cùng của tài khoản ngân hàng của mình ấy. Mọi người nhớ thì thôi không cần nhé, còn không có thì mọi người chuẩn bị cho mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình bắt đầu. Một cái nữa đó là câu hỏi bí mật nữa. Hỏi bí mật thì toàn tiếng Nhật thôi. Khi mà mọi người trả lời thì mọi người chú ý cho mình một số thứ. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ vào bắt đầu nha. Mình sẽ làm trên màn hình cho các bạn nhé, theo dõi nhé. Đầu tiên thì các bạn vào Google cho mình. Đó, sau đó là đánh cho mình cái MyGCB nhá. Mình sẽ vào trang web của nó ấy. Đây, cái đầu tiên ấy, my.gcb.co.jp, mọi người vào đây. Mình sẽ phải lập cái ID và mật khẩu, tuy nhiên là mình chưa có, bây giờ mình sẽ phải vào nhá. Nhấn cho mình cái phần xanh xanh này. Đó, mọi người lấy cái thẻ của mình ra, nhập cho mình mã số thẻ 16 số này, hạn sử dụng tháng xong đến năm nhá. Sau đó nhấn vào phần xanh xanh cho mình. Phần tiếp theo đó là tên của mình, tên katakana. Rồi sau đó là ngày tháng năm sinh này, số điện thoại khi mà mình đăng ký và 4 số cuối cùng của tài khoản ngân hàng nhá. Và 3 số bí mật của cuối cùng nữa. Ở phía đằng sau thẻ ấy, mọi người nhập hết cho mình. Sau đó là kéo xuống dưới. Bây giờ mình sẽ phải đăng ký cái mật khẩu của nó nhá. Cái password ấy, mọi người đánh cho mình từ 8 đến 20 chữ số. Cả chữ và số nhá. Đánh 2 lần cho mình. Sau đó là kéo xuống dưới. Phần này là đến câu hỏi bí mật, nó khá là khó đấy, mọi người lưu ý cho mình nhé, mình sẽ viết cái nghĩa bên cạnh. Mọi người nhập cho mình, chọn cho mình cái câu hỏi này, sau đó là nhập câu trả lời vào. Đây, những cái câu hỏi như thế này nhé. Nhớ là viết bằng hiragana, katakana hoặc là romaji, không biết kanji nhé. Nhớ là câu hỏi bí mật nó có 3 câu thế này. Mọi người viết cho mình, chọn cho mình một câu này, sau đó là viết câu xuống dưới. Đây, mình sẽ chọn thử một cái nhé. Đây, mình sẽ viết ví dụ như là cái trái cây mà mình thích nhất, như là Ringo chẳng hạn. Còn 2 câu còn lại thì mọi người viết tương tự cho mình nhé. Chọn cho mình một câu, sau đó là viết xuống dưới. Cái câu thứ 3 cũng thế, chọn một câu cho mình, sau đó là viết cái nội dung của nó vào. Sau đó nhấn phần xanh xanh cho mình nhé. Đây là những cái thông tin mà mình vừa nhập xong thôi. Các bạn kiểm tra lại cho mình. Câu hỏi bí mật, mọi người nhớ chụp ảnh lại cho mình nhé. Đây này, chụp ảnh lại. Mà tôi đâu cự sử dụng này. Cái MyGCB của mình đây, nó là cái phần cả chữ cả số, khó nhớ nên tí nữa mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn đổi lại nhá. MyGCB mật khẩu thì như mật khẩu nãy mà mình vừa đăng nhập ấy. Mọi người sao chép lại cho mình. Sau đó nhấn vào phần imasugu katemiyo nè. Đấy, mình sẽ nhập cái ID nãy vào đây nhá. Cái mật khẩu cả chữ cả số nãy mà mình vừa tạo xong, xuống phần bên dưới. Nhớ lại mật khẩu này cho mình nhá. Sau đó là nhấn phần login cho mình nào. Login. Đây là cái trang chủ của MyGCB đây. Thì bây giờ mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn đổi lại cái ID trước nhé. Sau đó là sẽ nói một chút về cái MyGCB này. Đây là cái màn hình chính của MyGCB. Bây giờ mọi người sẽ vào phía bên phải trên cùng cho mình cái chữ menu này nhé. Đó, vào cho mình cái phần có cái chữ giống như cài đặt ấy, Okakusama Yoho này, Sokai Henko. Đó, bây giờ những cái mà thông tin liên quan đến mình đây, họ tên này, tài khoản ngân hàng thanh toán này, địa chỉ này, số điện thoại, thông tin nơi làm việc, mật khẩu, những cái này mọi người có thể thay đổi được nhá. Bây giờ mình sẽ kéo xuống cái phần MyGCB này để mình thay đổi cho nó dễ nhớ ấy. Cái phần này khó nhớ quá. Cái mình sẽ đánh cái ID đến 8 đến 20 chữ cả số nhá. Nhớ là chữ cả số. Chữ alphabet chỉ có chữ nhỏ thôi. Không phải viết chữ hoa đâu nhá. Bây giờ mình sẽ đánh một cái. Rồi mình sẽ đến phần kakunin gamen này.
Tại nhân đây Kibo thì mình chỉ lấy một cái thôi. Ok nhé, không cần phải viết hoa mọi người ạ. Chữ với số không cần phải viết hoa đâu. Nhấn vào Henko Suru này. Henko Kanyoshimashita. Bây giờ mình sẽ nhập lại nhé. MyGCB của mình vào đây. Nhấn vào Docking cho mình. Ok. Nó mọi người vào, sau khi vào lần sau ấy thì mọi người nhớ là đánh cái ID đấy cho mình nhé. Không cần để cái ID cũ đâu, ID cũ khó nhớ quá. Mình nhớ là nếu mà vào ấy, thường thì người ta sẽ bắt mình phải nhập lại một câu hỏi bí mật. Bây giờ mình sẽ đăng nhập ra. Bây giờ mình vào lại MyGCB nhé, từ đầu nhé. Bây giờ mình sẽ đánh MyGCB vào đây. Khi mà mọi người vào lại ấy, mọi người cần phải làm như thế cho mình. Nhập vào. Đánh cái ID nãy vào nhé. Đó, người ta sẽ hỏi mình một câu hỏi bí mật trong 3 câu nãy mà mình nhập nhé. Mọi người nhớ lại cho mình cái câu này. Mình nhớ là mình đánh cái này bằng katakana. Rồi, nhấn vào shige này, bắt đầu vào. Đó, đây là màn hình của nó nhé. Mình sẽ vào cái phần của Rio Mesai này để kiểm tra những cái mà mình đã sử dụng đây. Đây, cái này thì mình chưa sử dụng cái nào. Nên cái tháng 12 của mình chưa phải thanh toán này. Tháng 11 phải chưa phải thanh toán này. Cái này người ta thanh toán vào mùng 10 nhé. Quay lại xem nào, point tổ này. Phần point tổ xem nào. Nanako, bây giờ mình phải kiểm tra trong Nanako cơ. Cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn nó riêng nhé, Nanako. Đây mình sẽ ra. Đó, cái phần campaign. Credit shopping cử. Là phần khuyến mại thôi. Đây, mình muốn vào làm cái gì thì mình vào phần menu này nhé. Đó, vào phần cao độ. Đây. Cho tiền mà mình có thể sử dụng được là 20 ma. Và rút tiền là 10 ma. Đó, mọi người sẽ vào đây để kiểm tra cho mình nhé. Tự campaign, con đi. Không có cái gì đâu. Đó, mọi người nhớ là khi mà vào lại cái MyGCB này, người ta sẽ hỏi mình cái câu hỏi bí mật ấy. Thì nhớ cho mình cái câu hỏi bí mật đấy thôi. Rồi, sẽ ra màn hình chính nào. Đấy, ra màn hình chính của mình đây. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video này đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh Quyên Ninh Japan để ủng hộ mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.